Không cần dùng đến kháng sinh quý vị nhé. Mua vitamin C cũng thế, cũng không cần. Chúng ta lấy quả quất hoặc quả chanh hoặc quả khế. Đó, nhiều liên quan đến cả tụ huyết trùng. Tất nhiên tụ huyết trùng thì chúng ta phải phòng vôi rồi phòng cho nó bổ kết các thứ nữa thì nó mới không bị. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ làm tiếp một cái video hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách để mà phòng bệnh cho gà trong mùa mưa và trong những ngày đông rét. Bởi vì mấy hôm nay chả hiểu nào, Nha Trang nó cứ mưa liên tục, cho nên là luôn tiện đây thì chúng tôi sẽ làm để cho gà của mình phòng bệnh và cho quý vị các bạn xem luôn. Bao nhiêu năm nay thì gà chúng tôi hầu như là không bị bệnh do chúng tôi làm công tác phòng rất là tốt. Quý vị và các bạn cùng xem chúng tôi nhé. Đây, những cái thứ mà chúng ta cần phải có bao gồm như thế này quý vị và các bạn nhé. Bao gồm có 7 cái thứ chính. Một là cơm này, 2 là gạo này, 3 là rượu trắng này, 4 là tỏi này, 5 là quất này, 6 là sả này, 7 là rau xanh. Đây là đang nhân viên tôi khuyến mại thêm cho một mớ cá nữa. Thế cá này rất là tốt bởi vì nó sẽ tăng cường thêm các cái dưỡng chất cho gà nó khỏe mạnh và nó sẽ không bị bệnh. Mùa mưa rất nhiều, em cứ làm đi. Mùa mưa rất nhiều trại để cho gà bị bệnh mà rồi chữa rất là khó. Nói chung là khi mà đã bị bệnh rồi thì kiểu gì cũng chết, chết nhiều hay chết ít thôi. Còn nếu mà chúng ta phòng được bệnh thì nó sẽ đỡ đi rất là nhiều. Có nhiều người quay video lên là cứ hướng dẫn là mua kháng sinh của người, là mua kháng sinh của thú y các thứ về để phòng bệnh cho gà thì không cần thiết đâu. Đã gọi là phòng thì không cần đến kháng sinh, mà kháng sinh chỉ dùng đến trong cái trường hợp mà nó bị bệnh thôi. Còn khi phòng thì chúng ta không cần dùng đến kháng sinh quý vị nhé. Mua vitamin C thế cũng không cần, chúng ta lấy quả quất hoặc quả chanh hoặc quả khế. Đó, nhiều video tôi đã hướng dẫn rồi. Khế và tỏi và sả được bổ kết các thứ là phòng bệnh rất là tốt, rượu rất là tốt. Đấy, vẫn mưa rồi quý vị. Đó, vẫn mưa mầm mầm. Trời mưa từ sáng đến giờ luôn không ngớt, không hiểu vì ảnh hưởng cái gì luôn mà các tỉnh miền Trung đều mưa chứ không riêng gì Nha Trang. Đây là âm u luôn quý vị các bạn. Xả cái thái nhỏ như này là ok quý vị. Cái này là nó giống vitamin C thôi. Quất thì chúng ta thái, chúng ta vắt vào đây luôn quý vị. Đấy, vắt tùm lum xong rồi không vắt đều không, tí nữa có chỗ nó chua quá em. Vắt cả trên gạo nữa luôn này. Tí nữa nó chua quá. Hai quả không biết ba quả có hơi nhiều không? Bởi vì khi mà chúng ta cho nhiều á thì gà nó sẽ không thích thế thôi, chứ còn nó chả ảnh hưởng gì cả. Nó chua quá thì nó không thích. Nhưng mà chúng ta khi quay thì tôi sẽ cố gắng quay ít để nó khỏi mất thời gian rồi quý vị. Rồi từ nãy giờ em cứ làm đi. Tôi đã tạm dừng máy để cho khỏi mất thời gian rồi quý vị. Bây giờ đã thái xong hết rồi, sẽ cho cả gạo và tùm lum vào trộn hết. Đấy, rau cỏ gì cho hết vào trộn đều. Gạo luôn. Đó. Ăn như thế này là gần như là no rồi đó. Nếu mà mình thích thì mình đây là để cho cả gà con ăn nữa. Chứ còn nếu mà đấy là chúng ta có thể trộn thêm cả lúa rửa sạch trộn luôn. Nhưng mà mấy cái này nó thấm hơn lúa quý vị. Lúa thì nó chỉ được cái vỏ thôi, nó không thấm. Chúng ta cứ trộn đều chúng ta cho ăn thôi. Cho cả rượu vào. Thơm lắm quý vị, cho rượu thứ vào rất là thơm luôn. Đây bây giờ chúng ta sẽ cho gà con ăn trước quý vị. Nói chung là gà thì chúng ta cho ăn vừa đủ thôi. Cho ăn vừa đủ thôi cô Giang nhá. Giang. Các cái gà thì chúng ta cho ăn vừa đủ thôi. Cho ăn vừa đủ thôi cô Giang nhá. Giang. Các cái bệnh liên quan đến hô hấp, thậm chí là các cái bệnh liên quan đến cả tụ huyết trùng. Tất nhiên tụ huyết trùng thì chúng ta phải phòng vôi rồi phòng cho nó bổ kết các thứ nữa thì nó mới không bị. Nói chung mưa nhiều và lạnh thì mùa này nó rất hay bị bệnh, cho nên là chúng ta phải phòng cho nó. Khi mà nó đã bị bệnh gà thì nó rất là nhiều bệnh, nếu chúng ta không phòng thì là bệnh nọ lây sang bệnh kia và lúc đó chữa rất là khó. Đấy, một lúc mà bị nhiều bệnh thì bác sĩ thú y cũng bó tay, không có cách nào để cứu được. Chúng ta biết là gà ngoài bệnh như ghét sơn thì nó còn có bệnh tụ huyết trùng, rồi bệnh đậu, rồi bệnh gum.
rồi bệnh Marek, rồi bệnh CRD, nói chung là nó rất là nhiều bệnh. Mùa này nó sẽ hay bị rù này, chảy nước mắt, nước mũi, rồi khò khè các thứ nếu mà chúng ta không phòng. Mà nhất là tụ huyết thuyết trùng là gà nó sẽ bị chết rất là nhiều. Phòng ngừa cho nó. Nhờ có nhiều người cứ gọi cho tôi hỏi cách chữa gà bị rù hoặc là bị lắc mặt rồi hen khẹt các thứ, là chúng ta không phòng tốt cho nó, không che chắn, không đỡ gió cho nó để cho nó bị, và khi đã bị rồi thì chữa rất là khó. Nên chúng ta phải phòng khi mà nó chưa bị. Phòng bệnh tốt thì gà nó sẽ không bị bệnh. Em ơi, em dạ. Mình cho gà na ăn luôn đấy ạ. Mình cứ phòng bệnh như thế này. Nhưng em cứ hay cho ăn tỏi rồi xong bồ kết. Nên là cứ phòng bệnh trước chứ đừng để khi mà phát hiện bệnh thì khó, rất là khó trị đó vì. Nên là mùa mưa đấy, nhưng mà gà ở trại em vẫn khỏe mạnh. Cứ cho ăn đầy đủ chất, rồi cho ăn tỏi, rồi xong bồ kết, làm tất cả các cái đó thì các bạn gà rất là khỏe mạnh. Bên này chúng em đã cho ăn xong rồi, bây giờ chúng em sẽ đi sang khu bên kia. Hai bạn gà nhau nhau rồi. Mẹ nó đầu sung sướng luôn. Dạ rồi. Đấy. Chúng em cứ cho ăn như thế này. Vừa cơm, vừa rau, vừa cá, đủ chất dinh dưỡng. Tiêm phòng đầy đủ nữa. Không bao giờ lo bị bệnh anh em ạ. Chúng em sẽ sang khu tiếp theo. Đang không ra. Trời mưa cho nên là ánh sáng hơi tối nhỉ. Đẹp, đàn này đẹp thế, đông dân nhở, thích nhở. Đàn nào mà cứ như đàn này thì không phải. Ây, quý vị ơi, dù mưa này cứ cho mấy em uống nước tỏi ra, không bao giờ lo bị cảm cúm hết. Cho uống nước tỏi thôi, mình cắt ra mình trộn với cơm như thế này cho nó ăn cũng tốt đó nha. Mà cái vitamin C mà từ hoa quả này nó rất là nhanh hấp thu và rất là tốt. Trời mưa nên là hơi tối. Ôi, sao chụp bưng vậy? Chỗ tầm này nhưng mà thích ăn cơm lắm vị. Ăn cơm như vậy em sẽ chọn gà này á, cứ phải cái máng đồ ăn là phải máng ăn riêng. Ngoài trời mưa, trời lớn, nó chậm lớn. Trời mưa nhưng mà trong chuồng vẫn khô ráo nhé vị. Chúng em vẫn đảm bảo nơi ở sạch sẽ, khô ráo, nước uống sạch sẽ. Đấy, như thế thì nó mới không bị ốm anh em ạ. Chứ còn mở cái chuồng ra mà ngồi dình thì là chưa đạt tiêu chuẩn. Vô chuồng gà là không nghe mùi luôn nhé các bạn. Đấy thì như thế nó mới đảm bảo sạch sẽ, sức khỏe của các bạn gà này. Đúng quá. Ôi, em nói thật đó, cái này em người nhìn ngửi thấy thơm. Đúng rồi, rất là thơm. Thơm quá. Thơm mà nó dễ chịu cực kỳ luôn. Mà những cái thứ này rất là dễ kiếm nha các bạn, rất là dễ làm. Không mất nhiều thời gian. Đấy, nước là chúng em treo lên lúc nào sạch sẽ thế này. Quý vị dùng cái máng nước tự động như này nó vừa sẽ mà gà nó uống đến đâu nước nó xuống đến đấy, rất là đẹp luôn. Đúng rồi, trời mưa như thế này là những con gà trống lúc là tụi em nhốt hết nha vị.
Những con chiều tối là em nhốt gà hết vô trong luôn, không có để ở ngoài. Mùa mưa là nên nhốt hết vào trong. Ước mưa nó sẽ dễ, rất là dễ bệnh. Trong lúc là tụi em nhốt hết. Tí nữa là em sẽ nhốt vào chuồng hết nhé, vì cái trời đang mưa nên em sẽ nhốt vào chuồng. Vì các bạn cứ cho ăn như thế này, vừa ăn tỏi vừa ăn sả, rồi tắc đầy đủ vitamin C, cơm, cá, rau, nó sẽ tốt cho, rất tốt cho gà nhé. Hai con này bạn ớt. Vậy là chúng em đã cho ăn xong hết cả trại rồi nhớ vị. Mùa mưa nhưng mà vào chuồng gà không có nghe mùi gì hết á, rất là vệ sinh luôn. Cái bạn này vẫn đang say sưa ăn. Như vậy là chúng tôi đã nói khá là nhiều cho quý vị và các bạn cái cách để chúng ta phòng bệnh cho gà trong mùa mưa cũng như là trong những ngày rét. Đây là những cái kinh nghiệm thực tế mà chúng tôi đã nuôi hàng bao nhiêu năm qua, cách phòng bệnh cũng như là chữa bệnh mà rất là thành công đối với chúng tôi. Quý vị và các bạn cần hỏi thêm gì thì cứ để lại comment bình luận cho chúng tôi. Quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.